Chuyên mục khám phá về các thành viên trong Gãy TV đến rồi đây. Ngày hôm nay, nhân vật chính sẽ là ai nhở? Gợi ý cho các bạn thì đây là thành viên được nhiều người cho rằng sẽ thay thế vị trí của Thị Nhung vào thời gian sắp tới đấy. Bạn đã đoán ra chưa? Nếu chưa thì tới ngay với câu hỏi đầu tiên để xem đó là ai nhé. Get go! Câu 1. Ai là người sẽ thay thế Thị Nhung trong thời gian sắp tới? Thông tin mới nhất, thì Thị Nhung và Quốc Tuấn chuẩn bị chào đón một thiên thần mang tên Khoai Tây. Vậy nên Thị Nhung sẽ phải tạm dừng quay phim cùng Gãy Media một thời gian khá dài. Và người thay thế Thị Nhung trong thời gian sắp tới chính là chị Thùy Anh. Cô gái có nhiều fan nhất nhì tim Gãy. Hãy cùng xem Thùy Anh có gì thú vị, người yêu của Thùy Anh là ai, mối quan hệ của Thùy Anh và Thị Nhung là gì các bạn nhé. Câu 2. Thùy Anh có tên thật là gì? Câu này siêu dễ cho những bạn thường xuyên xem và theo dõi Gãy TV đúng không nào? Thùy Anh có tên đầy đủ là Vũ Thùy Anh. Hiện tại, Thùy Anh đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Vừa học, vừa quay phim thì đúng là siêu giỏi các bạn nhở. Chị Kính chỉ có ăn với làm video cho fan xem thôi mà còn không có thời gian để nói chuyện với các bạn mỗi ngày một tí. Thế mà bạn ấy lại vừa đi học nè, vừa đi quay phim nè, còn vừa quay TikTok nữa chứ. Quá đỉnh! Câu 3. Nhưng mà có ai biết chị ấy đang học trường đại học nào không? Học viện báo chí và tuyên truyền hay là học viện ngân hàng? Hiện tại, Thùy Anh đang học tập tại trường Học viện báo chí và tuyên truyền tại Hà Nội. Những khi không phải tới trường thì chị ấy cùng Gãy TV đóng phim. Thùy Anh cũng là một thành viên có quê hương tại Vĩnh Phúc giống như các thành viên khác của Gãy TV đấy. Câu 4. Chị Thùy Anh thuộc cung hoàng đạo nào? Bạn đoán là sư tử hay bọ cạp? Alo, alo! Có ai cùng cung hoàng đạo sư tử với chị Thùy Anh không nào? Thùy Anh sinh ngày 16 tháng 8 năm 2002, là một sư tử nữ tràn đầy tự tin, mạnh mẽ và nhiệt huyết. Họ yêu thương và trân trọng giá trị của bản thân hơn bất kỳ ai. Cung hoàng đạo này luôn quan tâm, giúp đỡ người khác bằng tất cả những gì mình có. Mọi người xung quanh không thể không yêu quý nữ sư tử. Nếu bạn cũng yêu quý Thùy Anh thì nhanh tay nhấn like video nhé. Câu 5. Mà sinh nhật của chị Thùy Anh cũng mới qua có mấy ngày thôi đó. Bạn có biết ngày sinh nhật vừa qua chị ấy đã đón sinh nhật ở đâu không? Hội An hay là Phú Quốc? Ghê chưa, ghê chưa? Đón sinh nhật ở Phú Quốc Độ, đúng là người giàu, đón sinh nhật ở một nơi xa, lại còn đẹp nhức nách nữa chứ. Còn bạn thì sao nhỉ? Bạn muốn đón sinh nhật sắp tới ở đâu? Hãy để lại một điều ước vào sinh nhật sắp tới của bạn xuống phía dưới video này. Biết đâu chị Kính sẽ biến ước mơ của bạn thành sự thật. Câu 6. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi được fan của Thùy Anh mong chờ nhất. Đố bạn, Hoàng Anh và Công Thức, ai là người yêu của Thùy Anh? Thuyền nào là thuyền riu, còn thuyền nào là thuyền giấy nhở? À hi hi, tất nhiên là thuyền Hoàng Anh Thùy Anh mãi đỉnh đúng không nè? Anh Hoàng Anh và chị Thùy Anh thường xuyên có những video quay chung và những màn đáp trả bình luận ngọt ngào như kẹo mút, khiến fan không thể không đẩy mạnh chiếc thuyền siêu xịn này. Bạn thấy thuyền nào đẹp hơn ta? Câu 7. Trong đám cưới của Thị Nhung và Quốc Tuấn vào tháng 4 vừa rồi thì Thùy Anh đã được làm phù dâu cho Thị Nhung đấy. Vậy phù rể của anh Quốc Tuấn cùng với chị Thùy Anh là ai nhở? Đây đây, nhìn video này thì đảm bảo bạn sẽ biết ngay, người phù rể một cặp cùng với Thùy Anh chính là anh Công Thức nè. Anh Thức sinh năm 2001, lớn hơn chị Thùy Anh 1 tuổi, cũng là một vai diễn của Gãy TV. Mà anh Thức có vẻ khá lạ đối với các bạn fan của Gãy TV đúng không? Bật mí cho các bạn thì anh Thức chính là em trai của một thành viên trong Gãy TV. Bạn đoán anh ý là em của chị Nhung hay là chị Thảo Vân? Chú choa,
Anh Nguyễn Công Thức chính là em trai họ của chị Nhung nè. Không những đẹp trai mà anh ấy còn sở hữu chiều cao lên đến 1m80, khiến không ít fan đứng ngồi không yên đúng không nào? Không chỉ được đẩy thuyền với Thủy Anh đâu, Công Thức còn được fan đẩy thuyền cực mạnh với Phương Thảo nữa đấy. Vậy theo bạn, cặp đôi Thủy Anh Công Thức và Phương Thảo Công Thức, cặp đôi nào có nhiều fan hơn? Phương Thảo Nhật Dương là xưa rồi. Ở đây có bao nhiêu bạn muốn Phương Thảo sớm về làm em dâu chị Nhung ta? Chứ chị Kính thấy là rất nhiều bạn fan đẩy thuyền Phương Thảo Công Thức rồi nè. Không những vậy, anh Thức và chị Thảo còn thường xuyên đăng tải những video đáng yêu trên TikTok nữa đó. Đã ai thả tim những video cú tê hột mê này chưa? Câu 10. Mà theo bạn thì Thùy Anh và Phương Thảo ai xinh hơn ta? Màn đối đầu giữa hai nhan sắc này đúng là khó phân thắng bại các bạn nhở. Nhưng mà có lẽ người xinh hơn là chị Thảo đúng không? Chị Thảo thuộc cung Thiên Bình, là cung hoàng đạo xinh đẹp nhất trong 12 chòm sao mà. Nhưng chị Thảo thì xinh kiểu dễ thương, còn chị Thùy Anh thì xinh kiểu tự tin nhí nhảnh đúng không nè? Bạn thấy ai xinh hơn thì hãy bình luận xuống phía dưới video nhé. Câu 11. Chị Thùy Anh không chỉ là một YouTuber mà còn là một TikToker nữa. Vậy bạn có biết TikTok của chị Thảo Vân và chị Thùy Anh ai có nhiều follow hơn không? Thành viên của Gãy TV thì ai cũng có một lượng follow siêu to khổng lồ hết đó. Nhưng mà hiện tại chị Thảo Vân đang có 1,1 triệu follower, còn chị Thùy Anh là 1,3 triệu follower đấy. Nhưng mà chắc bạn không biết được ai là người nhiều follower nhất Gãy TV đâu nhở. Bạn thử đoán xem đó là Thị Nhung hay là chị Yến Sôi. Người nhiều fan nhất Gãy TV cũng chính là người có nhiều follower nhất TikTok và không ai khác, đó chính là Thị Nhung đúng không nào? Hiện tại chị ấy đã ít xuất hiện hơn trong các tập phim của Gãy TV vì em khoai tây sắp chào đời. Thùy Anh và Thị Nhung cũng là hai chị em thân thiết trong team Gãy TV, bởi vậy mà Thùy Anh mới là người phù dâu cho chị Nhung chứ, đúng không nào? Câu 13 là câu hỏi cuối cùng. Bạn muốn video tiếp theo, chị Kính khám phá về thành viên nào của Gãy TV? Bình luận ngay tên idol mà bạn muốn chị Kính khám phá xuống phía dưới video nhé. Bình luận nào có nhiều like nhất thì chị Kính sẽ ưu tiên làm sớm hơn nha. Video khám phá về Thùy Anh Gãy TV ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Nếu bạn yêu thích video này thì ngại gì mà không like video và subscribe kênh chị Kính Đố Vui để nhận thông báo khi có video mới nhỉ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Yêu fan chị Kính rất nhiều. Bye bye.